Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày nay cắt giùm mít nhà các bạn. Nay ông anh vô ông cắt giùm mít nhà tiếp các bạn. Cây trái nè các bạn ơi. Lá. Ba mít. Trồng ba mít phát mà ba sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng đi đai. Mà chưa ở không bao. Sâu không có không sâu bao không rồi. Sâu dồi phải không? Mua lấy dồi giải giờ ấy luôn. Cái mít cũng hư ha. Cái già cắt cũng hư cái màu trơn này túi nè. Cái mít cắt già không đó con nó xèo. Mình sụm luôn nè, hư nè, bỏ được khỏi bao. Nè. Này nó bị sâu dồi bỏ luôn chứ đủ mẹ chứ khác ăn không được chứ ăn hết được rồi. Cắt bỏ đi. Dạ chưa, dạ chưa. Chưa già nó xèo à. Mà nó hư màu đi nào sao cũng hư luôn rồi nè. Cắt cắt xuống đi để rồi, nó nuôi chim mắc câu. Cho cá vô. Cắt bỏ đi. Cắt xuống cho cá vô ăn. Nè. Còn quen túi trơn rồi nè. Cho ông cố ăn. Nó xèo nè. Ông cố già. Ông cố già cắt rồi không nè. Cũng sơ nữa trời. Vậy là cho mày vô khương mày rồi tới xuống mày rồi. Cố mừng lắm rồi. Đâu sơ đâu. Chưa không bao các bạn, số bao rồi. Mới giải phân ba số 17 nha các bạn. Cộng với thằng VB các bạn. Mít con tơ nè, mới giải ba số 17 cộng với DB vô. Bao thì mình cộng 10kg VB các bạn. Để cho mấy trái nhỏ này, mấy trái nhỏ này nó nở ra. Nó nở bự bự thôi các bạn. Quá xa chưa không mấy nè. Cắt ba này bỏ chưa không. Mới bỏ phân cách đây khoảng chừng tuần lễ các bạn. Bỏ vô nuôi trái tơ. Bón ba số 17 cộng với VB nha các bạn. Rồi tới lớn chút nữa mình mới giải 20-10-10 hoặc 20-20-15. Còn yếu màu trời. Rồi đặt sao? Đi bao rồi cái bao đây. Chùm lại mới được. Thằng cái đó mà đi cắt. Ủa má bên đây nổ ra cho nè. Cái này nãy nó lâu tôi mới nhớ cái này mới đây nè. Định ra vậy mà cắt. Ra đít bung chân nè. Rồi, đỏ rồi mà chưa đổ rồi, tốt các bạn. Lá xanh dần hết. Trời. Quá trời. Xong rồi quá. Yeah. Quá.